Chiều nay ngày 12 tháng 3, đại diện Viện Kiểm sát Thành phố Hồ Chí Minh đã phát biểu quan điểm luận tội vụ cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Nam Việt, Navibank. Theo đó, từ tháng 11 năm 2010, Huỳnh Thị Huyền Như biết Navibank có chủ trương gửi tiền nhàn rỗi để lấy lãi suất cao. Để có tiền trả nợ vay ngân hàng, Như thông qua Võ Anh Tuấn, nguyên phó giám đốc Vietinbank chi nhánh Nhà Bè, thỏa thuận với đại diện Navibank là Đoàn Đăng Luật về việc Navibank gửi tiền vào Vietinbank chi nhánh Nhà Bè. Với vai trò là tổng giám đốc Navibank, bị cáo Lê Quang Trí đã giao cho các bị cáo là cấp dưới của mình thực hiện việc gửi tiền vào Vietinbank chi nhánh Nhà Bè để hưởng lãi suất cao hơn thị trường, lãi ngoài hợp đồng thay vì phải gửi tiền theo hình thức liên ngân hàng. Số tiền này đã bị Huyền Như chiếm đoạt ngay sau đó. Hành vi của các bị cáo đã vi phạm thông tư 02, vi phạm quyết định số 1627 của Ngân hàng Nhà nước, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Từ đó, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã đề nghị mức án từ 14 đến 15 năm tù đối với nguyên tổng giám đốc Navibank Lê Quang Trí. Các bị cáo khác nguyên là lãnh đạo, trưởng phòng ban của Navibank từ 8 đến 13 năm tù. Đồng thời, Navibank phải nộp lại hơn 24 tỷ đồng là tiền lãi ngoài được hưởng từ các hợp đồng tiền gửi tại Vietinbank để sung công quỹ nhà nước.